Mới đây, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru đã kết hợp với Trường Cao đẳng Y Dược Tuệ tỉnh Hà Nội tổ chức buổi định hướng nghề mang tên Định hướng nghề nghiệp kiến tạo tương lai cho học sinh Trường Trung học Phổ thông Trần Tất Văn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Các học sinh Trường Trung học Phổ thông Trần Tất Văn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng hào hứng khi được tham gia buổi định hướng nghề ngay trong khuôn viên trường, được dẫn dắt bởi thầy Phạm Đoàn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường và cô Nguyễn Thị Hồng Xuân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru. Tham dự buổi hướng nghiệp, các em học sinh đã được phân tích về tầm quan trọng của việc định hướng nghề, những câu chuyện mang tính khơi gợi, truyền cảm hứng, củng cố và tạo động lực cho các em theo đuổi đam mê, đồng thời định hướng để biến những đam mê đó thành hiện thực. Ước mơ của em sau này là muốn trở thành một giáo viên tiểu học để có thể truyền đạt những cái kiến thức mà em đã học được để cho các em trẻ em sau này để góp phần giúp cho tương lai đất nước. Thế ở trong nhà trường thì cái việc làm này là cái việc làm thường xuyên. Các giáo viên bộ môn cũng xác định cái việc định hướng nghề nghiệp qua các cái việc dạy học các bộ môn. Rồi các cái buổi sinh hoạt định hướng giáo dục nghề nghiệp là trong một tuần, một tháng thì chúng tôi có hai buổi cho giáo viên chủ nhiệm là giáo dục định hướng nghề nghiệp cho các học sinh. Ngoài ra thì còn có các hoạt động phối kết hợp với các cái đơn vị giáo dục khác làm định hướng giáo dục cho các em. Ngoài phần phát biểu, định hướng của các chuyên gia, các em học sinh cũng được phát phiếu khảo sát, tìm hiểu mức độ ưa thích của bản thân về một môn học hoặc một hoạt động theo thang điểm. Kết quả này sẽ được chuyển về cho gia đình, cũng như bản thân phụ huynh cũng nhận được một bản khảo sát tương tự, giúp các bố mẹ theo sát con trên con đường định hướng. Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Haru cũng cố gắng là kết hợp với các trường phổ thông trung học hay là các trung tâm dạy nghề để tổ chức ra những cái buổi định hướng miễn phí cho phụ huynh cũng như là các em có thêm thông tin và chúng tôi cũng có cái số hotline để phụ huynh và các em học sinh gọi điện và chúng tôi cam kết sẽ cung cấp những cái thông tin đúng đủ để là một cái cầu nối hỗ trợ các em tìm được cho mình một cái đường đi phù hợp nhất với mỗi cá nhân. Hy vọng trong tương lai, những mô hình định hướng giáo dục nghề nghiệp như thế này sẽ tiếp tục được lan rộng, không chỉ giới hạn ở một số tỉnh thành mà trên khắp cả nước, góp phần giúp học sinh Việt Nam xác định sớm và thành công trên con đường mà các em theo đuổi.